Đồ Cầu Quang Nghiến xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay mình có sắp xếp một bộ combo dành cho cần rút của Shimano nhé. Đây, Shimano Legend Power nhé. Có các size là 2m1, 2m4, 2m7, 3m và 3m6. Bộ combo này gồm có là cần này. Đầu tiên là cần Shimano này. Thứ hai là một máy Yomoshi này. 3.000, 4.000. Full kim loại này anh em nhé. Đấy. Thứ ba là một cuộn cước Shimano Nhật 100m. Đấy. Tiếp đến là một hộp lăng xê gồm hai cái, một nhái, một túi que phát sáng, một bì hạt chặn, một phao, một chuông, một hộp lưỡi câu, chì, chân phao và khóa linh. Ngoài ra khi anh em mua bộ combo sản phẩm này thì mình tặng thêm cho anh em một cần đơn 2m7 nhé. Sau đây thì mình sẽ test cho anh em nhé, xem chất lượng của cần là như thế nào nhé. Đây là 1m rưỡi này, anh em có thể nhìn thấy này, 1 cân rưỡi này, bóng bằng cần 2m1 anh em nhé, quá khỏe. Anh em muốn đặt hàng thì liên hệ cho mình vào hai số điện thoại này nhá. Một là gọi điện trực tiếp, hai là nhắn tin vào fanpage cho mình nhá. Đồ Cầu Quang Nghiến anh em nhá. Xin chào toàn thể anh em nhá.